Chào mừng quý vị các bạn đã chúng ta đang quay trở lại với lượt trận thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay. Trận đấu tiếp theo tại vòng thi đấu thứ tư sẽ là cuộc đối đầu giữa Thái Nguyên và Hải Phòng. Trọng tài chính điều khiển trận bóng ngày hôm nay là trọng tài Nhật Thắng. Như vậy tiếng còi của trọng tài Nhật Thắng đã bắt đầu trận thi đấu ngày hôm nay, hiệp một trận đấu giữa các cầu thủ bên phía Thái Nguyên và Hải Phòng. Đá phạt góc đầu tiên của hiệp một không được. Đây tình huống tấn công của Thái Nguyên. Khá hay, Quỳnh Hữu dứt điểm không vào. Trời mưa sân chơi bóng ướt sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới những tình huống xử lý của cả hai đội. Và đây là Thái Việt. Thái Việt vượt qua được một người nhưng không được. Ngày hôm nay nếu có thể tạo ra được những cơ hội. Cú dứt điểm thứ hai không vào. Không, bởi những điều kiện về thời tiết. Đội trưởng cột 2 không được. Tự được bộ mặt tốt nhất của họ. Nhưng đây sẽ là cơ hội dành cho Thái Nguyên. Dứt điểm vẫn chưa vào. Khai thông thế bế tắc. Tuy nhiên thì bên phía của cầu thủ mang số 20. Và tiếp tục là cơ hội dành cho Thái Nguyên. Không vào. Hải Phòng đang thực sự tạo ra một bộ mặt rất khác so với những vòng đấu trước đó. Đối thủ của Hải Phòng ngày hôm nay là Thái Nguyên. Rất nguy hiểm. Tình huống đâm bóng của thủ thành Đức Anh. Đức Anh vào. Và như vậy thế bế tắc đã được khai thông từ những đôi chân của cầu thủ Hải Phòng. Tình huống treo bóng thẳng vào khung thành của vị trí Văn Quý. Và đó là sai lầm của thủ thành Đức Anh. Bóng treo vào. Không biết rằng bóng đã chạm vào đầu của Thái Việt hay chưa. Phút thi đấu của hiệp thi đấu thứ hai đã trôi qua và lợi thế đang tạm thuộc về các cầu thủ bên phía Hải Phòng sau bàn làm bàn của các cầu thủ bên phía Hải Phòng. Như đây là cú dứt điểm, tiếp tục là cú dứt điểm, cú dứt điểm thứ ba không vào. Đường mồi bóng ra, cú dứt điểm sệt vào. Rất bất ngờ. Và đó là pha đốt khung thành của Ngọc Dung. Một cầu thủ vào sân mang lại rất nhiều những niềm hy vọng dành cho cổ động viên. Tuy nhiên bất ngờ, bóng chạm tới hai đôi chân của cầu thủ Hải Phòng. Và Ngọc Dũng thực sự là vô tội trong tình huống này. Tình huống tấn công của đội bóng Thái Nguyên. Khá hay, và đây là cơ hội vào. 2-1 rất nhanh thôi. Thái Nguyên vừa lên dẫn trước với tỷ số 2-1 sau pha lập công của cầu thủ bão số 16. Không phải, xin lỗi quý vị và các bạn, đó là pha làm bàn của Quốc Hưng, cầu thủ bão số 15 bên phía của Thái Nguyên. Tình huống chạm đầu đã là tốt, tuy nhiên bóng vẫn còn chưa đi trúng đích. Cơ hội tấn công dành cho Hải Phòng. Báo Dương không được. Đường chuyền tuyến 2. Bóng dệt. Tiếp tục là tình huống đá phạt góc tiếp theo dành cho Hải Phòng. Góc sút là rộng, tuy nhiên là một cự ly rất xa. Đường chuyền. Bóng lập bập, cú sút không vào. Đây là Thái Việt. Thái Việt vào nhưng không. Và đúng lúc này tiếng còi của trọng tài Nhật Thắng đã khép lại trận thi đấu giữa Thái Nguyên và Hải Phòng. Ngày hôm nay thì Hải Phòng họ đã thể hiện một mặt rất khác sau bàn thắng vươn lên dẫn trước với công của một cầu thủ bên phía Hải Phòng. Họ đã có được ngôi vị đầu bảng sau vòng đấu thứ tư. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở vòng đấu tiếp theo tuần sau thứ bảy tại sân bóng Nhật Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.